Thưa các bạn, thưa các nhà, sau khi mình từ nhà của cô Khoe đi ra thì cũng có một số người dân ở đó, họ có kêu mình lại, họ nói rằng, họ kể cho mình câu chuyện là cách đây hơn 10 năm về trước thì có một người ở trong xã cũng có tình trạng như của cô Khoe, cũng bị nhốt trong trong chuồng và bị xiềng xích lại cho đến chết. Thì mình hỏi là vì sao như vậy thì người ta nói là khả năng cũng bị ma nhập ma ám gì đó. Và từ đó thì mình mới đi đến tìm hiểu cái sự thật nó như thế nào. Và xin mời các bạn cùng mình đến nhà của ông Bảy Nhiên, có người con tên là Hai Mạnh nha các bạn. Vâng, thưa các bạn, mình đang có mặt tại ấp Phú Luông, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, đang có mặt tại nhà ông Bảy Luông, quê nhà ông Bảy Nhiên, mà có một người con có trước đây có bệnh tương tự như cô Khoe. Bây giờ mình sẽ vào nói chuyện trao đổi với nhau. Họ con nghe người ta đồn thổi là ông ngày xưa bị ma nhập. Trăm thần nay là 6, 70 năm rồi con ơi. Vậy hả? Rồi nó mới chết đó. Chết lâu rồi, nó bị mấy chục năm lận mờ. Xưa mà. Dạ. Hồi đâu thằng đó dám tủ với cô cũng 60 rồi. Ồ vậy hả? Hồi đó nó học giỏi lắm á. Dạ. Hồi đó học cấp 3 rồi hay gì rồi bắt đầu cái nó bệnh luôn á. Dạ. Chứ đâu có gì đâu má nhập. Vậy ha. Vậy đó là người ta đồn thổi vậy thì nhà được cảm ơn cô. Tức là nó bị học, tức là con nghe nó học giỏi thì bị nhổ ra tâm thần thôi, nó điên lên. Nhưng mà trong quá trình ổng bị vậy thì nghe nói là cũng bị xiềng xích lại đúng không? Bị xiềng xích à? Dạ. Nó quậy dữ lắm. Quậy dữ lắm hả? Dạ. Nhốt trong lòng không hả? Dạ. Tội nghiệp ha. Chết luôn. Dạ. Rồi, con cảm ơn cô ạ. Dạ. Cái gì đó tồi lắm. Đây nè. Chị ở trần truồng ở và bị nhốt trong cái lồng sắt luôn á. Ở ấp Tân Quy mình đấy đâu? Trong xã Tân Phú mình. Ờ. Chị này là chị. Chị này bao nhiêu tuổi rồi? 35 tuổi. Không ở phải lấy giọng trần truồng. Rồi 35 tuổi mà trần truồng vậy làm sao? Nghi bị dông nhập. Khi mà em đến làm lấy tin ở chỗ chị Khoe này á. Dạ, người ta chỉ. Thì có người ta nói là ngày xưa ở chỗ ấp Phú Luông mình á cũng có một người. À, ông đó cũng bị tâm thần mà rồi cũng bị xiềng xích, cũng bị nhốt con lại. Con nghe nói là ảnh học tiếng Anh thì giỏi lắm mà nói xiềng bằng dây lôi lồi tối là tới đến chết luôn. Còn hình xương không, mà bây giờ tôi về làm dâu tôi xứ khác quen chồng rồi cũng như đi về đây lắm. Tức là bị xiềng. Con nghe nói chứ có biết đâu, thì tôi về là đã là mấy năm rồi. Nó nghe nói đúng rồi. Mà trước đó thì mà biết chắc là ông hồi xưa cũng bị bệnh tâm thần đúng không? Bị tâm thần thôi, biết cả gì nữa. Vậy đó. Hồi xưa học giỏi lắm. Thì nghe nói vậy chứ có biết đâu. Dạ hả? Kể thôi chứ tôi cũng không có xứ đây nè. Cùng tỉnh đây nhưng mà tôi ở huyện khác xa lắm. Từ đây về nhà tôi tới 30 mấy cây số rồi. Chị ở chơi lấy. Nam thì nói thiệt nó cũng còn đỡ hơn. Nữ nó dơ dái nó còn có nhiều tẩn khúc nữa mà nhốt kiểu á. Nhốt 20 mấy năm rồi đó. Rồi đó phải Tân Quy. Có anh ấy con của ai? Ông Bảy Quéo. Bảy Quéo à? Là ngay cầu Tân Quy không? Ngay chỗ... Trường học không? Em cũng biết nữa. Ngay chỗ qua khỏi cái chỗ không... Qua khỏi cầu Tân Quy một chút. Qua cầu Tân Quy một chút, chỉ có ngã ba đi vô trỏng tầm cây số nữa. Rồi đó rồi, anh đi lên tới đảnh. Người ta chỉ không à, giống như vô đây em hỏi cái chục lượt với tới đây á. Rồi, từ Sài Gòn anh xuống đây, giờ anh về Sài Gòn hả? À, em cứ ở lại đây đã thì chưa? Chưa hả? Dạ. Là ông cũng già rồi nữa. Ông Bảy Quéo hả? Ông già đúng rồi. Ông nay mai cũng 70 tuổi, lúc này con vô là bả thì 71 tuổi. Dạ, thì bác biết là cái hoàn cảnh của ông Bảy Quéo là có trong gia đình có cái chuyện gì không chú? Không, hồi đó ổng đi lính mà ổng về là ổng biết vậy hả? Ổng biết rồi sau này sao mà ổng nghe được. Nhưng hồi cái thời mà chiến tranh á, ổng giả điếc. À. Không mà hình như con thấy hình như ổng bị điếc thật. Tại vì lúc nãy ổng vô á, ổng dịch trên đầu ổng nè. Bị một cái mấy vết đạn á, bom đạn gì á, nó nổ một phát là sâu lắm, trong đó còn một vết sẹo dài vậy đó. Dài. À, bác là ngày xưa bị thương hả? Bị thương vậy là vì sao vậy?
Ồ, nó lõm một khúc lớp không? Cái thương lõm đâu này. Dạ. Là nó ngày xưa là bị sao mà bị về là bác? Ngày lúc kia thời đó phong binh mắng rồi chạy vô tán xe không kịp. Dạ. 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 Mang trách. Dạ. Có một thầy bằng khúc đây nè. Con nghĩ rằng là sẽ chắc chắn là bị ảnh hưởng. Không biết là ông hồi đó ông hồi chưa tiếp thu thì ông điếc thiệt á. Dạ. Mà sau này sao ông nghe được? Dạ. Được bác. À đúng rồi, sao thì ông nghe được. Ông cũng nói là ngày trước ông bị bom thì cũng bị ảnh hưởng tai, cũng hơi nặng tai. Dạ, sau này tính hết. Thì bác có chú có biết là ông bẻ quéo có nhà có đứa con bị bệnh không? Có đứa con cũng hơi tâm thần. Dạ. Thì cái cô đó bị bệnh lâu chưa vậy? Lâu rồi. Vậy hả? Hồi xưa có quỳ hoàng gì không? Hồi xưa hả? Cũng có. Nhưng cô đó? Nay cô đó cũng hơi lớn rồi. Dạ, năm nay thì con biết là 30 mấy tuổi rồi đó. 35 tuổi rồi, 34, 35 tuổi rồi. Dạ. Đó đó, tôi dạ. Đi tôi quê ở Đông Tân Nam mà. Dạ, à cũng gần đó ha. Tôi về đây nay cũng 20-30 năm rồi. Dạ. À, chú vậy có nghe nói ở chỗ mình ấy có ông Bảy Nhiên là có người con người trước đây cũng bị tâm thần đúng không? Ừ. Dạ, nhưng mà hình như là cũng có cái trong cái quá trình tâm thần đó hình như anh cũng bị xiềng xích rồi sau đó đúng không? Xiềng xích. Nhưng mà sao là không có xiềng nữa. Sao là coi như là ổng ở có cái chòi ở mình. Dạ. Ở đó rồi bưng cơm ra ăn. Dạ. Chứ không có xiềng nữa. À. Hồi đầu thì xiềng. Dạ. Sau rồi không có xiềng nữa. À. Dạ. Rồi nuôi từ từ hết chết rồi. Dạ. Ê, ông nó chết lâu chưa? Chết nay cũng lâu rồi, chết 4-5 năm rồi. À, ông Bảy hả? Ông Bảy mới chết. Ông Bảy mới chết nay chừng 3-4 năm rồi. Dạ, còn cái... Ông kia chết trước. Chết trước mấy năm ha? À. Dạ. Rồi, trong cái quá trình mà ông bị bệnh vậy á, thì bà con xóm giềng với trong gia đình là có biết vì sao ông bị bệnh không? Ông học. Ông học rồi sao rồi ông bệnh vậy luôn. Nghe nói ông học mà ông học giỏi lắm đúng không? Ờ, học giỏi. Dạ, rồi nội từ giỏi qua nội nó điên lên luôn. Ừ. Mà người ta nói là cái đó là do vấn đề khoa học hay là vấn đề tâm linh? Chú có biết không? Dạ, đó là khoa học chứ tâm linh gì. Chứ không có phải là quá trình đó thì có bị gì vấn đề như là ma ám ha nhập gì hết? Không. À. Dạ. Thì con cũng tại vì nghe người ta đồn thổi những câu chuyện nó không nó siêu việt quên cái câu chuyện con của ông Bảy Nhiên này. Dạ, thì con chỉ muốn xác minh lại người dân mình là xem câu chuyện đó nó có đúng hay là câu chuyện đồn thổi thôi. Thì như vậy thì khẳng định là cái chuyện này là nó do ông học nhiều quá rồi bị nổi lên stress rồi khả năng bị phát bệnh tâm thần lên chứ không phải là bị cái vấn đề tâm linh là ma nhập ám gì hết. Không có ma nhập ám. Dạ, con rất là cảm ơn chú. Dạ.